Và đây là quán buffet lẩu và nướng có tên là Hai Còn ở thành phố Đà Lạt. 189.000 đồng, có tôm, có hàu, có cá, có gà, thịt heo, thịt bò, vịn cuốn rồi đã. Cháy. Tôm này tôm gì ta? Cũng khá lớn ha. Ừ. Bằng cả ngón tay, gọi là hơn ngón tay cái. Hầu mới ăn một con đúng không? Múc đúng không? Tay nhỏ, nhưng mà nãy em ăn con đó thấy ngon không? Đều tươi. Nướng tay rồi. À, cháy. Đúng không? Và đây là món lẩu. Đây, toàn tôm không các bạn nha. Đó. Bắp. Đây là dạng lẩu Thái các bạn. Nhìn đã chưa? À. Nhìn là muốn ăn liền luôn á. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 19 tháng 1 năm 2021. Và mình đang đứng trước Villa Khánh Lâm ở số 206 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt ha. Cách đây mấy tháng mình có đi ăn buffet lẩu và nướng của quán Xe Lẩu. Buffet chỉ có giá 119.000 đồng thôi. Có khá nhiều món, trong đó có tôm và hàu khá là ngon. Thì hôm nay mình sẽ thử đi ăn một quán buffet khác nữa, có tên là Hai Còn, nằm ở số 21 Hoàng Diệu ha. Rồi chúng ta đi xem buffet Hai Còn như thế nào. Đây là quán buffet nằm kế bên cạnh nhà hàng Thái Lan có tên là King Con. Đợt trước mình đến King Con ăn thấy rất là ngon. Và thấy cái quán buffet Hai Còn này. Villa Khánh Lâm. Phòng 250.000 đồng các bạn ha. Check in sớm lúc 4-5 giờ sáng, free luôn, miễn phí á. Ở đây mình đã tới nơi. Bên đó là quán King Con ha, quán Thái Lan hôm bữa mình đã ăn. Ở đây là quán Hai Còn, buffet lẩu và nướng, có giá 189.000 đồng, ở số 21 Hoàng Diệu, thành phố Đà Lạt. Hai Còn barbecue, buffet lẩu và nướng. Số điện thoại 0973020345 các bạn nha, trong trường hợp đặt bàn trước. Hai Còn buffet. Rồi chúng ta đi lên. Hiện tại quán cũng khá là đông. Đây, nhìn qua phía tay phải. Mình sẽ đi qua quầy thức ăn nha. Quay cái live thức ăn các bạn xem. Đâu qua bệnh. Vé 189.000 đồng ha. Rồi. Đầu tiên chúng ta thấy gì? Bắp. Rồi. Đậu bắp, cái đó gì vậy? Nem nướng. Nem nướng. Xúc xích hồ lô. À. Quay cận cảnh từng cái. Kế bên kia là cái gì đó? Không phải hò, xào lông. Dạ, xào lông. Cái này là xào lông sò dĩa, sò sữa. Đây, xào lông nướng mỡ hành. Cần cảnh chút xíu. Qua đây là xò dẹo. Nhìn mỡ màng khá ngon ha. Cái này sò sữa không ta? Sò sữa. Đây, sò sữa. Cái này là gì? Dạ, cái này là tim heo anh. Rồi, cái này là
lộn. Đây, hộp mì lộn. Kế bên cái món này món gì em hả? Dạ, cái này trứng cút anh. Trứng cút. À, trứng cút thịt mầm. Rồi, bên đây nữa cái món này hơi lạ nè. Hộp bông tai hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, tiếp nữa là cũng xúc xích, gà, đùi gà, thịt cá sấu nữa, wow. Đây, thịt cá sấu. Món này mình không ăn rồi. Ăn qua chứ không phải không thích ăn. Vú bò. Đó. Kế bên là chim cút. Chim cút nướng. Cá kèo. Đây, cá kèo các bạn. Qua đây là cánh gà nướng. Cánh gà chứ không. Rồi, cái này là mề. Cái này là mực hay bạch tuộc em? Dạ, mực á. Mực. Rồi, qua bên đây có hàu. Bên kia là cá điều hồng. Với lại như là cá hồi, nhãn đậu cá hồi, rau nấm. À, bây cá hồi thôi. Đây, rau và nấm. Một số loại nước chấm như là có chao, muối ớt xanh, nước mắm, nước tương. Ở đây là trứng gà cốt xương, trứng hộp bình lộn. Đây, hộp bình lộn. Mì xào với lại súp. Tụi em còn nhiều món nhưng mà tại không có rồi, hết đang làm gì đó anh. Ok, anh sẽ quay tiếp. Cái này món gì em? Dạ, cái này là gà tiền quá. Gà tiền. À. Okay. Cái này gà dạng như là gà... Gà tiền thuốc bắc. Gà tiền thuốc bắc mà loại gà gì? Gà ác hả? Dạ đúng. À, ok. Qua đây thấy bánh bao, các loại rau. Nhìn chung là trình bày ngăn nắp sạch sẽ. Đó, quay cho các bạn xem. À, mình không thấy tôm ta. Tôm ở đâu em hả? Ok, yeah. Đây, salad. Salad dầu giấm với trứng ha. Rồi, qua đây, nhìn lại đây, thấy bún. Qua cùng bên đây, thấy bánh và chè. Các bạn đi tự nhiên đi, nha. Đây. Đây, biết bánh gì đây? Lấy đi con. Rồi, lấy miếng. Vô, ăn. Đó. Rồi, chè với lại sâm bổ lượng. Trái cây thì hiện tại chỉ còn thấy ổi lại táo. Đây, mình đợi thêm cái món tôm nữa. Ok, tôm đã lên. Đây các bạn. Bò với lại nấm này nấm kim châm thì phải. Và đây là toàn bộ món mình đã đến lấy. Wow, cá nó cũng ngon quá mình. Nhìn đâu tệ đâu. Good đấy chứ. À. Nướng mấy cái món lâu lâu trước. Bây giờ dính lẹ quá trời. Dính lẹ. Cái hầu nó hơi nhỏ hay sao? Nhỏ không ta? Không. Hầu nhỏ mũ á. Ờ. Quá trời đồ ăn không? Thôi, nướng ăn từ từ thôi, đi lấy ba chỉ của kim châm. Hầu đà, gì nó cũng múp quá chứ. Hả? Nhìn con hầu cũng múp quá chứ. Nè. Đây đâu? Múp. Khói bay nghi ngút luôn.
Wow, đúng rồi. Trời lạnh ăn cái món này ngon mà. Mình vừa ăn cái món trứng hột vịt lộn các bạn. Ở đây có đậu phộng, có rau răm nữa. Vị ướp rất là cay, ngon. Nói chung có trứng hột vịt lộn thì tươi rồi. Hàu tươi hơi nhỏ chút xíu. Nãy mình ướp cái muối hả? Mới xanh, nó mặn mặn cay cay. Nói chung nó hơi nhỏ xíu nhưng nó cũng múp cũng được. Rồi, đợi qua mấy con tôm, nhất là mấy con tôm thôi. Đây. Cá là cá gì ta? Cá điêu hồng. Điêu hồng, phải, cá này cá ba sa. Da là da xám mà. Đây. Còn nướng tương đi, rồi đó. Và mình mới ăn miếng cá các bạn. Cá tươi và ngọt nha. Ướp rất là vừa phải. Em thêm mức phần gì vô nữa? Mức xanh. Mức xanh. Nói chung là cái vị họ ướp ngọt ngọt, cá tươi và ngọt thịt luôn. Mình thấy cái phần cá này ngon nè. Đã. Rồi, đợi ba chỉ. Thịt bò cùng ba chỉ. Giờ này tôm. Từ từ sẽ lên hết thôi. Phần bò nướng kim châm rất là thơm các bạn. Thịt mềm nha. Ngon. Rồi, chuẩn bị qua tới món mực. Rồi món chim cút. Nhân viên này thân thiện nữa. Mình đã dành ăn món cá liên tục nè. Tôi thích cá. Ngon ha. Mực cũng ngon á mình. Dai dai sực thịt. Thịt tươi á. Ướp chút xíu sa tế. Vị ngọt ngọt cay cay. Dễ ăn. Rồi. Ở đây lửa đã bùng lên. Rồi chuẩn bị cho món tôm các bạn ơi. Đó. Tôm ngang, tôm ngang. Rồi. Tắt lửa, tắt lửa. Khói quá, khói quá. Ôi. Có con biến cái sườn kia. Cháy nó chỉ bị cháy cái da kia nè. Mình vừa mới ăn tôm nha. Tôm rất là dai và ngọt thịt các bạn. Đồ hàng tươi á. Rồi sò lũ cũng ngon luôn, rất là dai. Rồi mình có ăn luôn cái phần gọi là trứng cút với lại thịt bằm, phô mai. Trời ơi rất là thơm, thơm béo lắm các bạn. Phải ăn món này nha. Đây nó như vậy nè, một lá nó chín lên ngon lắm. Thơm béo, vừa có mùi của hành, phô mai. Ừ. Đó. Đợi tìm cái món vị cá hồi, có món cá kèo. Mình sẽ ăn luôn cái phần chim cút nữa. Đây là tôm nè. Tôm này có cái chiều ngang bằng cái ngón tay trỏ sau khi nướng. Sau khi nướng còn ngón tay trỏ các bạn. Khá là lớn, dai ngọt rồi. Đáng đồng tiền á, mình thấy là thực sự là đáng đồng tiền. Đợt trước ăn 119 thì cái số lượng hải sản về tôm cá nó sẽ nhỏ hơn. Ở quán xe lẩu á, còn đây nó sẽ nhiều hơn. Đây cái chén trứng cút phô mai mỡ hành. Phải, hành tươi chứ. Đó, gần chín rồi đó. Lúc đầu là không có định ăn thêm một chén nữa nhưng mà sau đó thấy ngon quá. Làm thêm chén nữa, quay ghi hình luôn. Rồi tối hả, đi ăn sáng tối vào chút xíu. Ok. Rồi được rồi, được rồi. Rồi luôn đi cá hồi nữa. Rồi tiếp tục đến món lẩu các bạn. Hồi nãy ăn vi cá hồi phải nói là nó rất là béo và thơm. Đối với cá kèo cũng ngon nữa. Cá kèo, cá hồi, cá kèo. Chim cút hồi nãy cũng ngọt thịt tươi ha. Đây là cái lẩu. Rồi vô hết luôn mình. Cái này cái gì? Rồi, rồi. Cà chua, nấm. Rồi hết luôn, đổ luôn, đổ luôn. Rồi, còn bao nhiêu tôm cho xuống luôn đi. Xuống sát luôn. Xuống sát luôn. Rồi sẵn qua đây là set luôn các bạn. Ở đây có dưa hấu, táo, ở đây có bánh tầm, từ khoai mì hay bánh khoai mì thì ăn thấy ok. Sâm bổ lượng thì mình thấy chưa đạt lắm. Ở sâm bổ lượng này có củ sen, có nho, có táo, có kỷ tử và có rong biển. Riêng cái món chè đậu xanh béo ngon. Nhân viên được rất là thuận tiện các bạn. Bây giờ mình chỉ còn thêm cái phần nước lẩu nữa là sẽ nhận xét được là coi cái buffet thế nào nha.
thực sự là phải gán mà quay nhanh là bởi vì ở đây mình xin họ tắt nhạc không được lâu. Đó. Ở đây một lon Coca-Cola có giá 15.000 đồng các bạn nha, và giá 189.000 đồng là bao gồm tất cả rồi, không có tính thêm thuế phí nữa nha. Đợi thêm cái phần nước lẩu rồi mình ăn luôn. Ê, vẫn chưa chín. Ở đây họ mở cửa phục vụ từ 3 giờ rưỡi chiều tới khoảng độ 10 giờ tối các bạn nha. Mình thấy là nhân viên lịch sự thân thiện. Và cái phần hôm nay mình được mình đánh giá cao. Ừ, thơm tho, thực sự là thơm tho. Rồi, đậy lại thôi. Không gian nó không có bị ngọt. Cái nướng mình phải chịu kho khói thôi, nó sẽ hơi ám bụi một xíu. Mà không gian là thoáng đãng. Mình đã nếm thử cái phần nước lẩu các bạn. Đây là dạng như là lẩu Thái chua cay, vị chua nhẹ. Đối với mình thì mình thấy thêm chanh và ớt. Đó. Bạn nào thích ngọt hơn chút xíu cho thêm chút xíu đường nha. Mình tăng cái độ chua lên chút xíu. Ơi. 189.000 đồng mình thấy là đáng đồng tiền á. Rồi, ghé qua Đà Lạt đến lẩu buffet. Lẩu nướng buffet hai con. Số 21 Hoa Diệu. Nói chưa bỏ tiền ra để ăn cơm cũng được. À đúng quá. Rồi. Kết thúc buổi tối, ngày mai mình sẽ đi Phan Thiết. Dự kiến mình sẽ đi về đảo Phú Quý. Hẹn gặp các bạn ở đảo Phú Quý nha. Hai con. Nói chung cái chùm cũng cao chứ, nó thoáng là vậy. Và trang trí cũng khá sang trọng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.